Lúc này vô mùa hè rồi á, Lan Vy muốn trồng dưa hấu. Cho nên hôm nay á, Lan Vy đến cái chỗ mà bán cây trồng á, Lan Vy sẽ mua dưa hấu về trồng. Đất mua á, Lan Vy đã hết rồi, cho nên hôm nay á, Lan Vy đào đất ở bên ngoài trồng đỡ. Đất như vậy nè, Lan Vy rắc một mớ phân bò vô. Lan Vy chất một mớ đất cục lên trên để khi mình tưới cái dây dưa nó không có bị động gốc. Xem nè, đây là dây dưa của Lan Vy đã chăm sóc được 2 tuần. Dây dưa lúc này á đã cho ra bông và kết trái.
các bạn, Lan Vy thấy cái chậu dưa của Lan Vy á, trồng tới hôm nay á, là Lan Vy nghĩ thu hoạch được rồi đó. Thì Lan Vy bây giờ chờ Anderson với Vincent về mình thu hoạch dưa ha. Lan Vy thấy dưa hấu mà mình trồng ở chậu á, dễ chăm sóc hơn các bạn. Trồng ở ngoài á, phải thường xuyên nhổ cỏ, tại vì mình ở bên đây á, không có thời gian nhiều. Lan Vy trồng những cái loại dưa tròn tròn nhỏ nhỏ vậy nè, thì nó treo nó không có bị nạn. Dưa cỡ này á, Lan Vy nghĩ là thu hoạch được rồi. Tại vì á, Lan Vy nhìn nè, đó, thấy mấy cái cuốn nè, cái cuốn ở đây nè, cái rau này á, nó hơi khô khô như vậy á, là Lan Vy nghĩ thu hoạch được rồi đó. Wow, nhìn thấy mê thiệt luôn. Cái giống dưa này á, là nó nhỏ nhỏ như vậy nè các bạn, cho nên á, mình trồng chậu rất là tiện. Nếu mà cái giống bự á, thì mình trồng ở trong chậu á, mình treo nhiều khi á, cái dây nó chịu không nổi. Wow, dưa hấu bữa nay nè. Đó, bây giờ á, con nghĩ dưa hấu này nó chín chưa con? Con có biết nè. Dạ hả? Nè, tại sao cái dưa hấu này nhỏ hơn ở trong cái chợ vậy? Ở trong chợ hả? Dạ. Dưa này á, là cái loại dưa mà mình trồng ở trong chậu á con. Để mấy cái trái dưa, cái giống dưa này nó nhỏ á. Dạ. Cho nên nó treo vậy nè, nó không có hư cái dây. Còn ở trong chợ á, là giống dưa á, người ta để bò ở dưới đất á. Cho nên á, cái trái dưa nó bự. Dạ. Cái giống dưa nó bự. Đó, bây giờ con thấy thương quá ha. À, mà mẹ nghĩ không biết nó chín chưa vậy con? Con dạ. Nghĩ chín chưa? Con có biết. Thôi mình qua đây rồi mình hái thử coi. Dạ. Hái mà cái trái dưa gốc á. Rồi con trẻ đâu con thử con trẻ cái trái này thử coi. Trẻ coi. Trẻ xui á con, trẻ xui. Không không phải, phải. Ừ. Con trẻ, con lấy cái dao con trẻ. Con lấy cái dao con trẻ, trẻ gì? Ồ. Đó, coi chừng khéo nha, coi chừng cái tay nha con. Ừ. Thử coi. Coi chừng tay nha. Coi nó chín chưa ha? Con nghĩ nó chín chưa? Con có biết nữa mà. trẻ làm hai trẻ thành miếng luôn hả? Thôi chín chưa? Thôi mình trẻ thôi mình cắt luôn cuốn ra đi con, dễ hơn. Cắt luôn cuốn đi, trẻ ở trong cái dây luôn. Wow, coi kìa, nó chín rồi kìa. Đó, rồi ăn thử ngọt không con? Cái dưa cái màu ngộ quá ha. Dạ. Rồi, cắt luôn dây đi con, cắt luôn cái dây đi. Cắt luôn. Con thấy ngọt không ha? Ngọt không? Thấy ngọt dạ. Ngọt hả? Dạ. Rồi con chẻ ra cho mẹ ăn miếng, vi xịn miếng thử rồi nè. Cái dưa này cái màu nó ngộ ngộ con ha. Dạ. Coi chừng cái tay nha con. Vậy là dưa này chín rồi con ơi ha. Dạ. Con nghĩ chín chưa? Cái này chín dạ. Ừ. Rồi ra mẹ ăn thử ha. Trời, cái dưa này cái màu nó ngộ quá chừng luôn. Rồi bên xà đang tính lấy cái muỗng ra múc hả? Dạ, Anderson cho con cái này. Ừ. Ngọt quá con ơi. Ừ, ngọt. Nhưng mà hộp không à? Dạ, chỉ có hộp. Ừ. Those are just seeds. I have a spoon. Ngon không con? Mm-hmm. Ngon hả? You sharpen this knife? Rồi để mẹ cắt nha. Cái trái dưa ở bên trong nè. Cái dưa này đi. Ăn tiếp nữa ha con ha. Yeah. Đó, cái trái dưa này nè. Đó, nó treo rồi nè. Đó, trái dưa này không biết nó chín chưa. Mẹ nghi nó chưa chín quá con ơi. Dạ. Ha. Hay là một trái dưa ở bên đây. Đâu con qua bên đây nè. Dạ. Qua bên đây. Rồi. Vincent. Dạ. Con nghĩ trái dưa này nó chín không con? Cái đó thấy chín nè. Con thấy chín hả? Dạ. Để mà trẻ thả thử thôi nha. Dạ. Đó, trẻ ra. Còn ở trên dây. Đó, trẻ ra. Cho Anderson ăn luôn nè. Wow, Anderson, lấy đi con. Dạ, cảm ơn mẹ. Đó. Cắt. Ủa. Dưa ngon quá ha con ha.
Nè, cho Vincent miếng nè, Vincent miếng này ngon hơn nè. Nè, cảm ơn bạn. Đó. Dưa này hột quá con ơi. Dạ. Ngon quá ha. Ngon. Dạ. Ngon. Ngon quá. Cái này phải có bà ngoại đây cho ngoại hái đó con ha. Ừ, dạ. Con ăn nữa không? À no, con no rồi, à, con chưa ăn. Con no hả? Dạ. Yeah. Listen, why do you look so ngon sad? Không, ngon không em Khánh? Dạ ngon mà. There's so many seeds. Mà để cho em vậy nè, chừng nào con thích con gà hái ăn ha. Dạ. Yeah. Mẹ thấy trái này được rồi con ơi. Dạ. Bẻ thêm trái này nữa ha. Dạ, một cái. Bẻ thêm trái nữa rồi thôi. Dạ. Mình để từ từ nó chín tiếp mình ăn hết con ha. Dạ mẹ. Trái này nữa đi, trái này nó chín không? Để bẻ đại đi ha. Dạ. Rồi mình ăn trái này, thêm trái này nữa rồi mình đi nha con. Dạ. Wow, trái dưa này chín luôn rồi con ơi. Dạ ha, ngon ha. Đó, cho con miếng. Đây, em xin miếng. Thôi hồi nãy giờ á mình ăn dưa nãy giờ rồi, thôi bây giờ mình tạm dừng cái video tại đây đi con ơi. Lan Vy xin mến chúc tất cả quý bà con cô bác được nhiều sức khỏe và bình an. Lan Vy sẽ tạm dừng cái video tại đây và Lan Vy xin chào tạm biệt quý bà con cô bác, tạm biệt.